Thưa quý vị và các bạn, từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc chìm trong giá rét. Thế nhưng mà phải kể đến những ngày vừa qua, cụ thể là trong giai đoạn từ 19 và cho đến ngày 23 tháng 2 tới đây, được xem là đợt rét cao điểm nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C và trong đêm chúng ta còn ghi nhận một số địa điểm tại thủ đô Hà Nội nhiệt độ chỉ có khoảng từ 5 đến 8 độ C, cùng với những cơn mưa tầm tã khiến cho thời tiết khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, tại các con đường, góc phố, khu chợ Hà Nội, chúng ta vẫn có thể thấy rất nhiều lao động tự do đang bám trụ lại thủ đô bất chấp giá rét để kiếm miếng cơm manh áo. Và mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Làm nghề giao đá cho các cửa hàng, công việc bình thường của bà Hoa vốn đã vất vả, nhưng nay vào đợt mưa rét cao điểm lại càng chật vật hơn. Chiếc xe đạp theo bà rong ruổi khắp các ngõ phố bất chấp thời tiết khắc nghiệt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Quá rét buốt luôn, chưa được bao giờ có trận rét như này. Sợ quá, mưa rét, cô đi làm nhưng mà cố gắng phải đi để cháu. Bây giờ bỏ không được, bỏ thì mai khỏi phải đưa, khách hàng yêu cầu mình đưa. Đấy, cho nên là cố gắng mà đi làm, rét buốt rồi cố gắng đi làm nhanh mà về. Trái với cảnh đông đúc thường ngày, đường phố Hà Nội những ngày mưa rét vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, những người lao động nghèo vì tính chất công việc phải hoạt động ngoài trời nên vẫn phải ra đường để mưu sinh, để kiếm miếng cơm manh áo, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Theo ghi nhận, không chỉ vất vả, công việc buôn bán của họ những ngày này cũng chậm chạp hơn. Rét nó không mưa thì còn đỡ, đây nó rét nó lại mưa, cho nên là nó lạnh quá, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Với nên cái chuyện buôn bán làm ăn đây này, nó cũng ảnh hưởng nhiều. Mà nó chậm thì chẳng có người mua, bị ế. Mặc thêm nhiều áo ấm, đi giày, tất, mặc áo mưa là những cách để những người lao động tự do giữ ấm trong ngày giá lạnh. Và mong ước lớn nhất của họ lúc này là thời tiết bớt khắc nghiệt để cuộc sống, công việc đỡ chật vật hơn.